Xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty. Nhìn lại một năm làm việc vừa qua đã giúp tôi đúc kết thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành tòa nhà. Công ty đã tổ chức các lớp học nâng cao nghề nghiệp cũng như nghiệp vụ chuyên môn để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa trong công việc vận hành tại tòa nhà. Thông qua các quy trình kỹ năng 5S và Kaizen đã giúp tôi vận hành vào công việc vận hành tòa nhà một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Mong muốn của tôi là được có một phần công sức nhỏ bé của mình cùng công ty phát triển ngày một lớn mạnh hơn. Cuối cùng cho tôi xin gửi lời chúc đầu năm mới tới toàn thể người thân, đồng nghiệp và anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng.